Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Taro Mê Anime. Ok anh em ha. Thì thì lại tiếp tục với một clip của Counter Sai nào. Rồi thì anh em có thấy dạo này là tôi ra clip Counter Sai hơi nhiều không? Cái này mong mấy bạn cũng thông cảm. Bởi vì hiện tại Counter Sai đang trong cái thời điểm khá là đỉnh. Đỉnh ở đây là gì? Là đang là đợt sự kiện kỷ niệm anniversary. Theo như là bên hàng là 5 năm thì bên global như là cũng được 2 năm hay 3 năm gì đó. Thì nói chung mình cũng không có chắc chắn lắm về cái thời điểm. Nói chung đợt này đang là một cái đợt kỷ niệm khá là nổi bật và nó liên tục có nhiều cái bạn mới chơi và có rất nhiều thứ để có rất nhiều vấn đề để mình cần làm trong cái nội dung clip, trong video. Thì anh em thông cảm, tại vì thực sự là với những con game khác như là về Summoner World hoặc là cái gì ta, Honkai Story thì hầu như mình vẫn còn đang chơi nha, và vẫn đang chạy các những content bên đó bình thường. Nhưng mà tại vì thật sự là content bên đó thì hiện tại là với mình thì mình cũng chưa có mình cũng chưa nghĩ những cái content mới để mình làm sao để gọi sao để làm video á. Thì mình chưa có nghĩ được nhiều các content hay cho những game đó. Thì hiện tại thì vẫn là Counter Sai, và hiện tại nó đang ra rất là nhiều sự kiện mới, và cũng như hôm nay là đợt update cho chúng ta có được là gì. Thứ nhất là chuỗi sự kiện, thứ nhất là chuỗi skin mới, và đồng thời là gì, là có cho mình đó là một cái gọi là thực hiện cái quest của tuần hai trong cái đợt anniversary festival này. Anh em nào tuần một chưa làm được thì mình cũng sẽ hướng dẫn lại một xíu nha anh em. Còn anh bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn tiếp tới tuần hai. Thì nói chung là tuần hai, tuần một thì nó khá đơn giản, nhưng mà mình thấy mình nghĩ là cái tuần ba sẽ là cái tuần nói chung tuần nào cũng vậy, tuần nào nó cũng sẽ có một chút khó khăn một xíu. Thì nói chung là mọi người cố gắng tích tài nguyên để mình tham gia sự kiện cho nó đỡ, nó không có phải là kiểu mình bị ngốn quá nhiều tài nguyên cho những cái mấy bạn nên tích trước tài nguyên. Tại vì thông thường những cái đợt anniversary như vậy nè là nó sẽ có dùng tài nguyên của giống kiểu một số cái thôi, còn cái nào mà cứ hàng ngày chơi thì mấy bạn cứ xả bình thường thôi. Còn một số cái tài nguyên nào mà mình tích được thì mình cứ tích, mình đừng có xả vội. Mà ví dụ đó chính là ví dụ như cái thẻ này nè, cái simulator training này, đôi lúc nó sẽ ra một số cái sự kiện mà mấy bạn muốn làm nhanh á, thì cái thẻ mà simulator training này nè nó sẽ hỗ trợ mấy bạn trong một số sự kiện như sự kiện bingo hoặc là một số sự kiện khác. Nhưng mà hiện tại thì chưa. Đó thì mình cũng chia sẻ một ít như vậy. Rồi cũng đồng thời cũng cập nhật thêm một cái cốt truyện, một cái side story mới. Thì mọi người tranh thủ và vượt side story để nhận được thêm 200 kim cương nha. Còn side story thì quên mất là side story này nó có cái gọi là nó có thêm cái gọi là phần thưởng để anh em kiểu khó cày á, là nó mình lấy thêm một ít quà nữa. Và đồng thời là ok thì cũng sẵn cũng có một cái code mới, thì cùng mình nhập cái code mới luôn đó. Nhưng mà đầu tiên là gì, mình cũng phải chiêu mộ cho hoàn thiện xong cái bé Drekavac này nữa. Drekavac này thì mình đã đợt trước thì muốn chiêu mộ cho xong lắm rồi, nhưng mà nói chung là xui, cũng thôi cũng ăn bảo hiểm rồi. Ok đó, mấy ông nào nói tôi không ăn bảo hiểm đi, ăn bảo hiểm hoài luôn á đó. Rồi ok, và bé Drekavac nó đã về với team rồi nha. Đó rồi, nói chung là cũng xui chứ cũng không phải là hên gì đâu mấy ông ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái gọi là nhập cốt. Cốt đợt này khá là ngon. Thì hiện tại thì anh em có thể truy cập vào trên trang fanpage của game, hoặc là chịu khó cập nhật trên group. Thì mà mọi người cũng có đây mình enter coupon ở đây. Rồi xong rồi thì về căn bản là ở trên cộng đồng, group cộng đồng á, thì mọi người cũng chia sẻ khá là nhiều cái về cái code này nọ này kia từ server hàng, hoặc là vẫn có thể sử dụng được cho server global nha, rất là tốt luôn. Rồi ok thì đây ok, rồi ok. Ủa từ từ đợi một xíu, nhập sai vậy ta, coupon sorry thiếu chữ O nha anh em, thiếu chữ O sorry O đúng không. Rồi ok, nhập code thành công. Và code này cho chúng ta là gì? 500 kim cương và 20.000 thể lực.
Rồi ok. Thì cái chuyện mà mình tiêu thể lực thì nói chung là mình sẽ tiêu sau. Ok, thì bây giờ mình hướng tới cái đầu tiên, đó là hướng dẫn lại anniversary đợt 1. Thì kỳ 1 là nó sẽ có cho mình, đó là đụng là cái tuần đầu tiên á, thì khá là đơn giản. Nó gồm có những cái sự kiện, thứ nhất là tiêu thể lực, là tiêu cái cái Entenium này nè. Entenium này thì anh em có thể mỗi ngày kiếm thêm được khoảng 5.000 Entenium bằng việc xem quảng cáo nữa. Cho nên là kiếm cái mà để đạt được 3.500 cho tuần đầu tiên thì cũng khá là dễ. 300.500 chứ. 350 đi. Rồi tiếp tới là cho mình, đó là sử dụng cái hai Parisa Parisol á, thì mình nhớ không lầm nha. Thì cái hai appraisal á là nó là những cái này nè anh em. Đây. Đây cái chỗ từ từ mình sẽ lấy một con tướng mà nó chưa nâng cấp. Đây rồi, đây. Cái hai đây. Thì cái hai appraisal là cái này nè. Là một trong là hình như là, nói chung là những cái này nè, những cái quyển này để tăng level cho tướng á, là anh em cứ nhấp khoảng tầm khoảng đủ 100 cái cho mỗi cái là được. Là mình ví dụ nha, mình ví dụ nha, tại vì cái này mình để mình ví dụ thực tiễn, chở cho nhiều anh em chưa làm được thì mình hướng dẫn làm thôi. Còn đây, ví dụ mình cho cái này khoảng 100 cái đi. Rồi ok. Từ từ đợi xíu nha. Rồi 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 rồi, rồi. Ok. Rồi. Rồi. Cái này cũng khoảng 100 cái. Rồi, cái này cũng 100 cái đi. Đó, rồi đó, rồi, ví dụ nha. Đó, rồi xong. Thì đó là mấy bạn hoàn thành được cái nhiệm vụ tại vì mình hoàn thành nhiệm vụ rồi, cho nên mình nó mất đi cái nhiệm vụ đó rồi. Rồi xong, tiếp tục là gì? Đó là limited break 5 lần. Limited break thì mình làm như nào, thì nói chung nó cũng đơn giản, thì cứ mấy bạn nhấp vô tướng. Rồi, mấy bạn limited break lên. Đó. Đó, limited break đủ 5 lần của ví dụ như anh em limited break 5 sao con này rồi đúng không? Rồi anh em limited break con khác chẳng hạn vậy. Ví dụ như mình hồi nãy mình up con này lên 75 đúng không? Từ đợi xíu đây, thì mình limited con này lên. Còn nếu như anh em nào mà full tướng chẳng hạn gì thì có thể dùng những con tướng kiểu như xanh nè, anh em up tạm nó lên thôi, up lên rồi xong rồi rồi rã nó ra, thì mình không có chắc là nó có trả tài nguyên không, nhưng mà nói chung là nó cũng ít tài nguyên mà, thì bị coi như là mình đó. Rồi đó là hoàn thành xong cái nhiệm vụ limited break, xong sử dụng 100 basic data. 100 basic data thì là cái này mình đang hướng dẫn lại nha, mình nên hướng dẫn khá là nhanh. 100 basic data thì là, sorry, đây là anh em vô cái chỗ skill này, anh em up cái skill này lên, là anh em up full skill cho một con tướng chẳng hạn thì hình như là cũng đủ á. Rồi rồi tiếp tới thì là đi world map đúng không? World map thì là cái này, world map chỗ này. Rồi mọi người cứ treo cái nhiệm vụ ở đây, rồi xong là hoàn thành vậy thôi. Nói chung là đơn giản, nói chung mấy cái sự kiện này thì chơi mỗi hàng ngày là xong mà. Rồi tiếp tới là clear 30 simulator. 30 simulator thì là ở chỗ này. Đây, đợi xíu, làm mình xíu nha. Đây, thì mọi người clear 30 simulator ở đây thì cứ mỗi ngày là 6 lần thì 5 ngày là đủ 30 lần rồi. Khá là nhanh. Rồi tiếp tới của mình đó chính là practical 5 lần rat. Thì rat thì là cái này, là boss này, thì thực hiện 5 lần thôi là xong. Đây, thực hiện 5 lần mỗi con như vậy nè. Đây, mỗi con như vậy. Thì mấy bạn chịu khó đánh những cái con boss cao cao một xíu thì những cái ông mà OB á, như mình chẳng hạn, thì họ sẽ đánh con boss nó nhanh và nó sẽ hoàn thiện khá là nhanh đó anh em. Rồi, xong rồi tiếp tới đó là đây, rồi đó là gần như là xong nhiệm vụ tuần 1 rồi đó. Còn bây giờ chúng ta qua tới nhiệm vụ tuần 2. Nhiệm vụ tuần 2 thì chúng ta ban đầu mình đã hoàn thành được cái gọi là Ancient Gear 30 lần. Ok. Rồi. Thì gọi là Ancient Gear 30 lần là tối đa. Thì Ancient Gear là như thế nào? Thì mấy bạn có thể đây nè. Mình ví dụ đây, ví dụ như mình Ancient Gear ở của con này đi. Đây ví dụ mấy bạn có thể lấy những cái đồ mà mấy bạn không sử dụng á, mấy bạn ép lên thành mấy bạn ép 30 lần lên, thì hoặc là mấy bạn có thể dùng cái mấy bạn đi map á, mấy bạn đi những cái map để kiếm cái này nè, cái
gọi là cái tài nguyên để up vũ khí lên nè. Đó, ví dụ như là đây rồi, thì cái tài nguyên đó mình kiếm ở đâu? Thì tài nguyên đó mình kiếm ở chỗ này. Ok, đợi mình xíu. Cái này thì anh em nào biết rồi thì mọi người có thể xem tham khảo nha, cho vui thôi đó. Thì nói chung là hiện tại bây giờ là nó đang chưa có mở cái đó ra, thì mấy bạn có thể chủ động mình đi farm một số chỗ khác. Nói chung là mình farm gear thì mình farm cái tài nguyên để up gear đây. Đợi xíu, nói chung là cũng phải hướng dẫn anh em tỉ mỉ một xíu thì để anh em khỏi trách mình. Đâu ta, rồi từ nha, rồi đây này, cái tài nguyên mà anh em có thể farm gear nè. Đây, cái tài nguyên anh em farm một ít gear ở đây rồi xong anh em vô trong đây. Rồi mọi người up cái vũ khí cho mình lên. Đây, mọi người up cái up nó lên thành cái này nè. Cái event gear material. Rồi xong mọi người có thể dùng cái này nè. Mọi người có thể ép ra vũ khí. Ép ra vũ khí rồi xong mình ra được cái gear, mình ra được gear xong mình bắt đầu mình gọi là mình cường hóa gear lên. Rồi đó là xong. Rồi tiếp tới đó là sử dụng critical à. Đây thì cái này là mấy bạn mỗi ngày là mấy bạn mỗi ngày là nó sẽ cho mấy bạn 4 cục này. Rồi mấy bạn có thể mua thêm bằng cách là sử dụng đây, sử dụng thêm cái năng lượng này để mua cái đá này khá là ngon. Đó thì bây giờ là đá này cũng mình không biết là mỗi tuần hay là mỗi ngày nha. Nhưng mà nói chung là cái đá nó có thể mua được. Để mình check lại xem là cái đá này là mua mỗi tuần hay mỗi ngày. Mình nghĩ là mỗi tuần á, chứ không phải mỗi ngày đâu. Đợi mình xíu. Nếu mỗi ngày thì quá ngon cho mấy bạn đang farm nha. À, mỗi ngày nha em, khá là ngon luôn. Mỗi ngày mấy bạn bỏ ra 7.500 mà 7.500 cái thể lực mà anh em đổi được cho mình được cái ba cái cục này rất là ngon và farm được gear tier 6 rất là nhanh nha. Đó. Rồi quá là ngon cho anh em newbie luôn. Rồi đó là mấy bạn hoàn thành được xong cái nhiệm vụ này. Rồi tiếp tới đó là craft gear. Đó, craft gear thì như mình nói như hồi nãy đó. Đây. Mấy bạn craft gear ở đây. Đây, mấy bạn có thể craft gear này để mấy bạn ra được ba cái đồ linh tinh á. Rồi đó, đây nè. Rồi xong, craft đủ 10 cái là mấy bạn xong. Rồi xong mấy bạn có thể vô trong đây. Ancient gear là xong. Khá là dễ nha. Nói chung đợt sự kiện đợt này là nó khá là linh nhau. Đó, ví dụ mình đây auto select đây đó, dễ thôi. Rồi đó, rồi xong, easy đó. Rồi, ok. Thì hên ra được đồ tím cho anh em mà mới chơi á thì khá là ổn, tại vì những cái đồ đó nó sẽ khỏe hơn một xíu thôi. Rồi, ok. Rồi tiếp tục là chúng ta tới cái gọi là ok, grab gear đủ 30 lần luôn, khá là ngon. Grab gear đủ 30 lần và cộng thêm là cường hóa gear 30 lần. Ok, ba sự kiện nó liên nhau. Rồi tiếp tục có sự kiện đó là sử dụng confirm còn nói chung là anh em cứ bấm vô tới cái chỗ nào mình đã confirm credit thì nó ở chỗ nào đây. Thì nó nằm ở chỗ này. Đây. Mấy bạn, đây là cái này. Thì cái này là mỗi ngày là nó cho anh em khoảng được 2 vé. Thì anh em tầm khoảng 2 ngày là anh em hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Cái này khá là nhanh và nó cho anh em được ít info. Thì cái này nó cũng không đáng kể lắm, nói chung là nó cho vui thôi. Đó. Rồi ok. Rồi. Sắp xong rồi, nói chung nhiệm vụ cũng khá là dễ anh em ạ. Rồi ok. Rồi 3 lần lặn. Rồi ok. 3 lần lặn thì mọi người cứ vô đây mọi người lặn thôi. Có nghĩa là mọi người ra được cái nhiệm vụ á thì mọi người có cái lặn này. Hoặc là mọi người có thể sử dụng đây. Ở cái chỗ này này. Mọi người đợi xíu nha. Đợi mình xíu. Rồi đây. Ví dụ như tại mình cũng lười lặn quá. Đây. Dù 3 lần lặn. Đó. Rồi đó. Là hoàn thành xong. Vậy thôi. Mỗi ngày là được một phiếu lặn. Thì khoảng tầm 3 ngày là được 3 phiếu lặn rồi. Khá là nhanh. Rồi ok. Rồi ô. Mình sẽ còn cái gì nữa. Send on. Từ nha, đợi mình xíu. Cái send on này thì có khả năng là sẽ là cái này nè mọi người. Cái này nha. Mình nghĩ là send on là có khả năng là sẽ là send cái này nè. Send on business card thì là phải 2 ngày mới hoàn thành xong được cái nhiệm vụ này. Như hồi nãy mình đã làm đó. Là phải 2 ngày thì mới hoàn thành xong. Rồi tiếp tới đó là đánh gauntlet.
strategy hoặc là đánh câu đánh cao lệ rank battle, thì anh em cứ đánh cao lệ thôi. Đánh cao lệ thì cứ mình cứ vô đây nè, đây mình đơn giản thì mình cứ có điểm rồi mình đánh thêm có điểm hoặc này kia, đánh đủ 10 lần thôi là đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây ví dụ nha, mình ví dụ cho nó dễ thực tiễn. Đó ví dụ như mấy bạn đánh ở đây nè, là mấy bạn được mấy bạn đã kiếm được thêm điểm, hoặc là mấy bạn đánh rank battle, rank battle rồi. Tiếp tới là cái mình nghĩ là đây nhiệm vụ cuối cùng rồi, là đó là nhiệm vụ về cái fusion, limited fusion. Thì limited fusion là cái nào? Đó là cái con màu tím á. Đây thì bây giờ mình ví dụ nha, mấy con này mình phục up full hết rồi, mình sẽ chuyển qua tới mấy con có tactical, hoặc mấy con mà có cái này thì mình up lên. Đây ví dụ mình lấy con còn Yumi này thì tôi đâu còn chơi nữa đâu. Tôi cho con Nael đại đi nha. Rồi đây ví dụ limited này lên, rồi đó hoàn thành xong. Thì cái này cũng dễ kiếm lắm rồi đó. Thì nói chung là cũng hoàn thành hết xong nhiệm vụ của tuần 1 và tuần 2 rồi. Thì cũng chỉ đơn giản vậy thôi, cũng không có gì phức tạp hết. Thì mọi người cứ đánh, cứ chơi từ từ. Đó, nó tiếp tục nó sẽ cho mấy bạn gear của GT7 nha. Và cái vụ GT7 này á, thì mình thành thật sorry các bạn, tại vì mình không quá mạnh về cái vụ mà gear gũng, nên mình chỉ có thể hướng dẫn về cái vụ gear cho newbie thôi. Còn những cái gear này á, thì mình có thể mấy bạn có thể tham khảo từ rất nhiều nguồn, và họ sẽ cho mấy bạn từ trên group cộng đồng nè, hoặc là mấy bạn có thể tham khảo một số kênh như mình nói rồi, kênh anh Bullet, hoặc là một số kênh khác, thì người ta sẽ có cái gọi là cái sự tìm hiểu game nhiều hơn. Còn mình ở đây thì mình có những gì mình tìm hiểu và mình biết thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Rồi thôi, end video tại đây nha anh em. Trời ơi, nói chung là cũng kéo dài video anh em khá là nhiều rồi. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.